đen mình đã tìm hiểu xong rồi ha, đã tìm hiểu xong và biết được các loại protein của nó rồi. Bây giờ mình qua về sức đề kháng trong đường cấy. Thì sức đề kháng ha, đây là nhóm virus nó có màng bọc đúng không? Virus có màng bọc. Thì những virus có màng bọc thì nó lại nhạy cảm với lại gì? Hóa chất, đặc biệt là sao? Ete. Tại sao nó nhạy cảm với ete? Bởi vì người ta thấy là ete nó có thể hòa cái lớp lipid của cái màng bọc. Do đó là con virus mà nó có màng bọc á, tự nhiên nó tác dụng với ete thì nó dễ sao? Nó bị do bị hòa lẫn, nó mất cái màng bọc. Mà chúng ta biết rồi, nó giống như người nhà giàu, nhà nghèo vậy. Nhà nghèo giờ không được ai bảo bọc hết trơn, nó sống khỏe, sợ luôn, giờ có chuyện gì xảy ra nó cũng sống được à. Nhà giàu được ai bảo bọc quá, cái nó thoát khỏi cái lớp vỏ bọc đó làm sao? Nó không có chịu nổi, cho nên nó chết nhanh. Ha, nên thường những virus không có vỏ bọc thì ta thấy rằng cái sức đề kháng của nó đối với hóa chất nó kém hơn là so với những virus không có vỏ bọc nha. Về nuôi cấy ha, thì mình tham khảo cho biết thôi. Tại vì chúng ta biết rồi, virus thì phải nuôi cấy trong những cái tế bào sống. Và không phải tế bào sống nào cũng có thể nuôi cấy tất cả virus. Một số con virus sẽ có những ái tính với tế bào sống khác nhau. Thì mình tham khảo cho biết là nó nuôi được trên những tế bào nào ha. Con này mình đọc thêm thôi. Rồi bây giờ khả năng gây bệnh của nó ha. Nó gây bệnh sốt xuất huyết đen. Các bạn nào nghe ra đến bệnh sốt xuất huyết đen, bệnh sốt xuất huyết đen nó sẽ có những gây ra những cái biểu hiện nào không? Hôm nay có biết những biểu hiện nào của sốt xuất huyết đen không? Sốt nè. Sốt là tình trạng gì? Chứng tỏ là tình trạng gì? Virus nó đi vào trong máu, cơ thể mình nên phản ứng lại đúng không? Nó phản ứng lại nên là dẫn đến tình trạng sốt. Rồi ngoài ra còn sốt biểu hiện gì nữa không? Bữa vợ em bị sốt thôi, chị nói sốt huyết đen luôn hả? Ta băng garo em thấy có những cái chấm sốt huyết đúng không? Nó có biểu hiện là sốt huyết nên người ta mới gọi là bệnh gì? Sốt sốt huyết. Rồi cơ chế sốt xuất huyết như thế nào đã mình tìm hiểu ha. Còn ngoài sốt xuất huyết còn bị gì nữa không? Có em có bị chảy máu không? Bị máu răng, bị máu miệng gì không? Không hả? Lúc đó nằm ở nhà mà đúng không? Coi như là nhẹ đúng không? Rồi một số biểu hiện nặng của sốt xuất huyết là người ta có thể bị sốc. Sốc có nghĩa là sốc là do là bị sốc mà dẫn đến tình trạng giảm huyết áp, là do cái thể tích trong cái lòng mạch nó bị giảm xuống ha, để dẫn đến tình sốc. Bây giờ mình sẽ tìm hiểu về cái cơ chế của nó. Rồi về khả năng gây bệnh, nhóm này đã nói thuộc nhóm mặt vô virus nên năng đường truyền bệnh của nó phải có vector truyền bệnh gọi là trung gian truyền bệnh. Và cái vector truyền bệnh đối với lại sốt xuất huyết đen với con virus đen đó chính là mũi Aedes aegypti. Mũi này trung gian mình còn gọi là mũi vằn. Tại sao gọi là mũi vằn? Bởi vì chân nó thấy chân nó có những cái vằn ở trên cái chân nên ta gọi là mũi vằn. Cách phân biệt mũi này bên ký sinh trùng thì dạy các em ha. Khóa học ký sinh trùng mình sẽ nghiên cứu kỹ con mũi này luôn ha. Vậy thì chúng ta biết rồi, truyền bệnh thì phải có qua vector truyền bệnh. Như vậy nếu như chúng ta hiểu được cái đặc tính của vector truyền bệnh này thì chúng ta sẽ đưa được cách phòng bệnh đúng không? Và chúng ta khoanh khoanh được cái vùng dịch tễ của bệnh luôn. Vậy thì mũi Aedes aegypti này nó sẽ có những cái đặc điểm nào? Đầu tiên chúng ta thấy cái mũi này nó sẽ phân bố ở vùng nhiệt đới và vùng ôn đới. Vùng nhiệt đới bên trong đó chủ yếu là nhiệt đới nhiều ha. Như vậy nếu mà nó vùng cận nhiệt đới không? Cái trại cận nhiệt đới đúng không? Ừ, do đó là mình là cái vùng dịch tễ của con này nè. Con này nó lưu hành ở nước mình nhiều lắm. Rồi ngoài ra, như vậy là mình đã có trung gian truyền bệnh rồi. Và người ta thấy rằng con này nó thường tập trung ở nơi đông dân cư, có nhiều phương tiện giao thông và dụng cụ chứa nước. Như vậy những nơi nào đông dân cư? Ở thành thị đúng không? Ở những thành phố lớn đúng không? Đông dân cư. Ở nông thôn đông không? Nông thôn nó như vùng xa thì sao? Nó vắng dân cư hơn. Tại sao nó lại tập trung nhiều ra nơi đông dân cư? Với con này nó ngồi lắm, nó thích cái nó thích gọi là thích cái nhiệt độ của hơi người á, nên là thường nó tập trung ở cái những vùng đông dân cư ha. Rồi và tập trung nhiều ở những cái nơi có dụng cụ chứa nước, chẳng hạn như là ha, những cái nước tù đọng giếng nè, xô đựng nước nè, những cái ngoài, những cái vật dụng ngoài xung quanh mà dẫn đến tù đọng nước nó sẽ mọc rất nhiều. Và như vậy muốn phòng bệnh được nó gì, phòng bệnh sốt huyết đen thì phải hạn chế được con này. Muốn hạn chế con này mình phải xử lý những cái nơi ao tù nước đọng để mà phòng bệnh ha. Rồi đặc điểm thứ ba là phát triển mạnh vào mùa nắng nóng và mưa nhiều. Phát triển mạnh mùa nắng nóng và mưa nhiều. Mưa nhiều thì sao? Có nước đúng không? Có nước thì dẫn đến gì? Tù đọng. Thế là cái nhau ấu trùng cái mũi của nó làm sao? Tăng sinh và nó sản sinh ra con mũi, nên là mũi nó sẽ tăng. Rồi và đặc biệt mùa nắng nóng nữa. Như vậy nước mình có những cái nước mà đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh mình có phải những điều kiện này không? Thỏa quá phải luôn
chung cư vừa nắng nóng mà vừa có những tháng sao mưa nhiều, cái đó thường người ta thấy là mặc dù là sốt xuất huyết là những cái bệnh nó có thể lưu hành quanh năm, nhưng mà cái tháng cao điểm của sốt huyết đó là những cái tháng sao, tháng mưa là tháng cao điểm của bệnh sốt xuất huyết mà. Rồi vậy thì thời gian hút máu, thời gian hút máu thì người ta thấy là nó hút máu người thường vào ban ngày, và đặc biệt rằng là nó thích cái tức là thích cái gọi là thích cái mùi mồ hôi của hơi người nha, nên là có những người thấy ngộ lắm, có những cái ái tính, có cái mùi mà thấy sao ra mũi nó khô của nó đốt không ạ, à? Có những người mà sao ngồi kế bên mà thấy mũi không đốt đúng không, do cái đặc tính của nó là nó thích mùi hôi của hơi người. Và với cái việc đó mà nó hút máu người thường vào ban ngày nè thì mình có đưa phương pháp phòng ngừa không, khó không? Bây giờ ban ngày mình hay vận động đúng không, chứ mình đâu có chui vào trong mùi để ngủ được đúng không? Mặc dù là tôi khuyến cáo là tối nó cũng hút nha, chứ không phải là tối nó không hút đâu nha, nhưng mà thường nó sẽ hút nhiều vào ban ngày nha. Như vậy là nó sẽ khó trong cái phòng bệnh của mình. Và ngoài ra nữa là nó cũng ảnh hưởng đến cái khả năng lây nhiễm của con này. Bây giờ nó hút người vào ban ngày, người ban ngày thì đâu có ngồi yên một chỗ, con người họ sẽ sao? Di chuyển đúng không? Mình làm việc mình di chuyển mà con mũi nó chỉ đốt người khi người sao? Thường là sao? Đứng yên, nó đang đốt xong rồi mình đi di chuyển chỗ khác thấy nó bay đi không? Nó bay đi. Nhưng mà khi nó hút mình chưa, nó hút mình rồi mình đưa đâu đủ nó, tại vì nó mới hút một chút xíu à, là cái mình cử động rồi nó phải bay đi thôi, nó không no nên nó lại tìm cái người khác hút tiếp, dẫn đến là sao nó lây lan cái con virus đen nhanh không, nhanh chứ nó phải hút một người đâu, mang một con mà nó có thể sao có thể lây nhiễm cho cái nhiều người. Và người ta thấy rằng cái tốc khả năng lây xa của nó ha là từ 100 đến 150 mét, và mũi nó sẽ mang mầm bệnh suốt vòng đời và lây cho những đối tượng cảm nhiễm. Cái xa này là cái xa không? 100-150 mét là xa không? Xa nhưng mà cũng không xa lắm đúng không? Cũng không xa lắm. Tuy nhiên con này nó đặc biệt là nó thích ở những cái phương tiện giao thông, nên nó có thể di chuyển xa hơn nhờ thông qua những gì? Phương tiện giao thông. Nên nó có thể tiêm tại phần rồng để mà ức chế lại
con virus. Tuy nhiên không phải người nào tiêm chích có thể virus tiết ra nó cũng sao hiệu quả đối với cái chủng virus đó, bởi vì một số chủng virus nó sẽ có những cái sao độc lực khác nhau nha. Rồi khi mà ở trong máu thì nó sẽ có một cái số đáp ứng miễn dịch tế bào cũng như là dịch thể, lát mình sẽ tìm hiểu ha. Như vậy đây là cái sinh bệnh học của nó. Và khi vào trong máu này rồi thì cơ thể của mình nó sẽ đáp ứng như thế nào, nó sẽ phản ứng như thế nào dẫn đến cái biểu hiện của bệnh sốt xuất huyết đen. Thì người ta thấy rằng cơ chế bệnh sinh dẫn đến những cái biểu hiện lâm sàng của bệnh sốt xuất huyết đen đó là sự phối hợp giữa cái ba cái giả thuyết. Hiện tại sốt xuất huyết đen khi về cơ chế bệnh người ta cũng đã nghiên cứu rồi, nhưng người ta cũng đặt ra thì cũng gọi là những giả thuyết thôi, và thấy rằng đó là sự phối hợp của cái ba cái cơ chế. Thứ nhất đó là thúc đẩy nhiễm trùng phụ thuộc vào kháng thể, thứ hai là tùy vào độc lực của virus, và thứ ba là cơ chế miễn dịch của ký chủ, cơ chế miễn dịch ký chủ. Nên đó là sự phối hợp của các ba cơ chế này dẫn đến cái biểu hiện của bệnh sốt xuất huyết. Như vậy đầu tiên, cơ chế đầu tiên là thúc đẩy nhiễm trùng phụ thuộc kháng thể như thế nào. Cái từ này nghe lạ không? Mấy con virus trước có nghe ra đến không? Không có nghe ra đến ha. Tuy nhiên trong những cái bệnh sinh virus á thì nó đều có cái tình trạng là thúc đẩy nhiễm trùng phụ thuộc kháng thể hết, nhưng mà nó không có mạnh nên không mới đến thôi. Tuy nhiên virus đen là cái này nè, nó quan trọng. Bây giờ đầu tiên thúc đẩy nhiễm trùng phụ thuộc kháng thể là sao? Chúng ta biết rằng mình có 4 tiếp virus đen. Và Việt Nam mình là vùng dịch tễ của sốt xuất huyết đen, như vậy là virus nó sẽ lưu hành nhiều không? Lưu hành nhiều. Và mình dịch rất là dễ bị nhiễm con virus đen đó. Ở lần nhiễm đầu tiên người ta còn gọi đó là đáp ứng sơ nhiễm. Sơ nhiễm có nghĩa là lần nhiễm đầu tiên. Tại lần nhiễm đầu tiên cơ thể nó sẽ phản ứng miễn dịch đối với lại con virus này như thế nào. Như hồi nãy đã nói virus nó đi vào trong tổ chức lympho, tổ chức tế bào lympho, nó đi vào trong đây, nó bị tế bào lympho bắt giữ của nó. Rồi khi mà nó đi vào trong những cái tế bào lympho xong ha, thì bắt đầu nó cơ thể của mình nó sẽ kích hoạt cái hệ thống miễn dịch gì, đặc hiệu, miễn dịch đặc hiệu, để mà sao trình diện kháng nguyên để tinh ra sản xuất ra gì, kháng thể, đúng không? Lympho chỉ là tế bào miễn dịch không đặc hiệu thôi, cơ chế không đặc hiệu thôi, nhưng mà nó sẽ trình diện kháng nguyên để mình hình thành ra cái kháng thể. Đồng thời nó cũng sẽ kích hoạt luôn cái tế bào lympho T để tạo ra đối với miễn dịch gì, tế bào lympho T tham gia đối với miễn dịch gì? Miễn dịch đặc hiệu của mình có hai cơ chế đúng không? Miễn dịch dịch thể cho tế bào lympho nào đảm nhận? Lympho B. Lympho B bị hóa thành tương bào để tạo ra cái kháng thể. Mà muốn tạo ra kháng thể thì phải có kháng nguyên đúng không? Ừ, thì nó sẽ phải trình diện kháng nguyên ha. Nó sẽ tạo ra kháng thể. Rồi. Rồi bây giờ miễn dịch cơ chế đối với đặc hiệu đó, còn cơ chế thứ hai đó là miễn dịch qua trung gian tế bào, là của tế bào lympho gì? Lympho T, và lympho T ha. Bây giờ mình nói tới miễn dịch giờ dịch thể trước ha. Rồi virus ha, nó sẽ tăng sinh và nó phóng thích ra, nó phóng thích vào trong máu, nó tăng sinh số lượng ha, từ một con thôi nè, nó phóng thích nó tăng sinh ra. Thì lúc này cái cơ thể bắt đầu nhận diện và trình diện kháng nguyên để hình thành đáp ứng miễn dịch đặc hiệu, bao gồm là miễn dịch tế bào đáp ứng vai trò của tế bào lympho T và miễn dịch dịch thể của lympho B để tạo ra cái kháng thể. Cái kháng thể này nó làm gì? Cái kháng thể này nó sẽ bao bọc lấy cái con virus này, bao bọc lấy. Và với cái bao bọc này nó sẽ gọi là nó sẽ tạo ra một cái kích hoạt để cho cái đại thực bào á nó nhận diện và nó nuốt cái cấu trúc phức hợp kháng nguyên kháng thể này vào trong cái lòng đại thực bào. Mà đại thực bào thì cái vai trò mình biết rồi, nó sẽ là tiêu lạ, tiêu diệt vật lạ đúng không? Tiêu diệt vật lạ. Do đó ở bên trong lòng đại thực bào nó sẽ phân hủy cái cấu trúc kháng nguyên và kháng thể này đi. Thế là làm loại bỏ cái kháng nguyên đúng không? Tức là loại bỏ con virus. Đó là đáp ứng miễn dịch sơ nhiễm của cơ thể ký chủ mình. Rồi với miễn dịch tế bào thì nó sẽ, tế bào lympho T nó sẽ phản ứng bằng cách là nó sẽ tiết ra những cái hóa chất trung gian, chẳng như là cytokine, những hóa chất của đạm kháng viêm á, cytokine ha, để mà nó sẽ loại bỏ cái vật lạ đi ha. Và như vậy người ta thấy là đối với đáp ứng sơ nhiễm, con virus này đã được loại không? Loại được không? Mình loại được con virus này không? Loại được. Do đó đáp ứng sơ nhiễm thường bệnh rất là nhẹ, nó chỉ có sốt thôi, nó rất là nhẹ. Chẳng hạn như em hồi nãy vừa rồi nói là mình nhẹ thì có thể nó là chỉ là đáp ứng sơ nhiễm thôi, ha, nó không có nặng gì hết. Có nhiều khi là mình sốt nhưng mà mình cũng không biểu hiện của sốt xuất huyết luôn, mình có sốt nhẹ thôi, người ta không biết là đã từng bị sốt xuất huyết đen luôn. Do đó đáp ứng sơ nhiễm cơ thể mình đã khu trú được nó. Tuy nhiên ở lần nhiễm thứ hai gọi là đáp ứng thứ phát thứ nhiễm. Nhiễm thứ hai có nghĩa là sao? Nhiễm thứ hai là nhiễm con virus đen thuộc tiếp khác, chứ không phải là tiếp của lần sơ nhiễm. Tại sao dám khẳng định như vậy? Là bởi vì người ta thấy rằng kháng thể sinh do cơ thể sinh ra
ở tiếp đen nào thì nó có thể bảo vệ được cái tiếp đó suốt đời, nhưng không bảo vệ được virus đen ở tiếp khác. Do đó một người vẫn có thể bị nhiễm sốt, bị bệnh sốt xuất huyết đen 1-2-3 lần trong lần, nhớ ha. Như vậy thì ở lần sơ thì lần thứ nhiễm nó sẽ như thế nào? Lần thứ nhiễm thì cơ thể lúc này mình đã có cái đáp ứng sơ nhiễm, đáp ứng cái sơ nhiễm, đáp ứng miễn dịch của lần sơ nhiễm trước, lần nhiễm trước ha, nên nó có trí nhớ. Và nó sẽ hoạt động như thế nào? Nhiễm con virus của tiếp khác, nó cũng vào những cái trong, nó cũng xâm nhập vào trong những cái tế bào. Nhưng mà khi, tuy nhiên khi có sự xâm nhập thì tế bào TB nhớ, và cũng như là tế bào T nhớ nó nhận diện ra, ôi quen quá. Tại sao cái quen? Là bởi vì mặc dù không giống con cũ nhưng cấu trúc kháng nguyên nó có những điểm sao tương đồng, nên nó vẫn thấy là quen đó. Nó nhìn thấy ủa cũng quen quá nên là nó sao nó đánh liền. Nó đánh liền bằng cách nào? Nó cũng sinh ra kháng thể liền luôn, sinh ra kháng thể nhanh lắm, sinh liền luôn. Bởi vì nó nhớ rồi mà, nó đâu còn thời gian phải trình diện rồi mới tạo thành kháng thể đâu, nó nhớ. Kích hoạt làm tăng kháng thể lên, kích hoạt làm tăng cái miễn dịch của tế bào lympho T lên. Tuy nhiên nó lại xảy ra tình trạng là kháng thể này có phải là kháng thể đặc thù với con virus đen tiếp này không? Không, nên phản ứng nó sẽ sao? Không toàn vẹn. Nó sẽ không toàn vẹn ha. Này chúng ta thấy là cái kia nó bao vòng hết, còn này nó phản ứng có một phần. Và với cái phức hợp này là thật ra nó cũng nhận diện để nó nuốt vào. Tuy nhiên cái kháng thể này nó không khu trú được cái con virus này bên trong lòng đại thực bào, nên nó cũng tăng sinh được bên trong tế bào đại thực bào và nó sẽ phóng thích ra bên ngoài. Và như vậy chúng ta thấy là sao thì nó không khu trú được đúng không? Virus nó tăng sinh rất là nhiều, nó phóng thích ra bên ngoài nên bệnh nó sẽ sang nặng hơn. Đặc biệt là đối với tế bào lympho T. Tế bào lympho T nó nhớ, hay là nó kích hoạt miễn dịch càng mạnh hơn nữa. Chúng ta nhớ rằng cái miễn dịch lần sau lúc nào nó cũng mạnh hơn lần đầu á. Nó phóng thích ra nhiều cái hóa chất trung gian chẳng như cytokine, làm cho cái biểu hiện bệnh nó sẽ trầm trọng hơn. Và người ta thấy rằng cái bệnh sốt xuất huyết đen nó nặng, nặng đó là do cái phản ứng viêm quá mức của cơ thể dưới tác dụng của tế bào lympho T. Nói luôn ha, cái bài này á, thì các em có thể học trên sách nha, nhưng mà sách có những điểm không có nói đến nên là tôi sẽ giảng kỹ cái phần này để khi này sau này khi các em học về sốt xuất huyết đen là phần không nhiễm á thì các em sẽ dễ hình dung hơn ha. Rồi đó là cái đáp ứng thứ nhiễm ha. Như vậy thì chúng ta thấy để chúng ta nói kỹ hơn nè về cái tế bào lympho T, kháng thể chúng ta thấy rồi, nó không khu trú được, virus nó sẽ tăng sinh rất là nhiều. Thì với lượng virus tăng sinh nhiều nó lại càng thêm kích hoạt cái tế bào lympho T dẫn đến hình thành những cái chất trung gian cytokine. Và đây con virus ha, nó đi vào kích hoạt hệ thống miễn dịch lympho T liền. Lympho T nó sẽ kích hoạt những cái chất cytokine, nó hoạt hóa bổ thể, hoạt hóa những cái tế bào tu gai mà tham gia vào đối miễn dịch tế bào á. Và với việc mà tăng sinh quá mức cái chất cytokine này nó sẽ dẫn đến là cái thành mạch của mình nó sẽ bị tăng tính thâm. Tại sao tăng tính thâm? Bởi vì chúng ta biết là những chất hóa chất trung gian của phản ứng viêm, chẳng hạn như cytokine, histamine, nó sẽ làm dẫn đến tình trạng gì? Giãn mạch. Nó giãn mạch, có nghĩa là những tế bào nội mô nó sẽ bị sao? Nó sẽ tăng cái lỗ hở ra và dẫn đến là tình trạng là thoát mạch ra bên ngoài, thoát cái dịch ra bên ngoài. Do đó mà trong bệnh cảnh sốt xuất huyết đen chúng ta sẽ thấy là cái tình trạng là tăng tính thấm thành mạch, thúc phát cái xương ra bên trong, bên ngoài ra khỏi lòng mạch, nên qua ra những khoảng gian bào. Và người bệnh nó sẽ bị bệnh sốc và là do thúc phát cái xương. Và với cái việc mà cái tính thấm mạch nó sẽ tăng lên nè, thì nó cũng có thể làm gì? Tình trạng là xuất huyết xảy ra. Hai do đó là phản ứng thanh hóa mạch và thúc xương do cái phản ứng cytokine. Rồi, thì tóm lại ha, như vậy tóm lại là những virus lần hai vô tiếp khác ha, thì nó cái kháng thể nó sẽ hiện diện sẵn ha, nó sẽ đưa cái virus vào trong tế bào thực bào nhưng mà không bức chế được, nó sẽ tăng sinh lên. Còn với các tế bào lympho T ha, nó sẽ được hoạt hóa sản xuất là các cytokine làm đi giải cho các tế bào chứa lympho chứa virus đen. Tuy nhiên cytokine này nó lại đồng thời làm cho tăng cái phản ứng này đó, viêm nó quá mức dẫn đến người bệnh bị giãn mạch xuất phát huyết xương ha. Rồi ngoài ra ta thấy làm cái phức hợp virus kháng thể này nè, nó còn có thể tác động lên hệ thống bổ thể. Mà hệ thống bổ thể chúng ta biết rồi, nó có nhiều vai trò lắm, trong đó nó cũng có vai trò ảnh hưởng lên tính thấm thành mạch, có nghĩa là bổ thể nó cũng kích hoạt một số yếu tố trung gian phản ứng viêm như histamine, bradykinin, dẫn đến là thành mạch nó sẽ càng tăng tính thấm. Do đó là ở những lần nhiễm xong thì bệnh sẽ thường có biểu hiện nặng hơn so với những lần nhiễm trước ha. Rồi đó là cái giới đầu tiên, đó là cái sự không khu miễn dịch. Còn cái giới thứ hai là cơ chế miễn dịch ha, nó cũng tương tự như vậy, nó cũng là từ do là sản xuất quá mức của các cytokine ha, dẫn đến các huyết tương và xuất huyết. Ngoài ra trong bệnh cảnh của xuất huyết nó có một cái tình trạng đó là tình trạng giảm tiểu cầu, giảm tiểu
chế là tiểu cầu nó sẽ giảm bị giảm xuống, mà vai trò của tiểu cầu nó sẽ tham gia vào quá trình đông máu, miễn dịch sinh lý máu, sau này cũng học ha, quá trình đông máu dẫn đến là cái rối loạn đông máu. Và với việc rối loạn đông máu này nó cũng sẽ dẫn đến tình trạng là gì, xuất huyết, nó dễ dàng xuất huyết chảy máu ha. Nên là một số người bị dựa vào xuất huyết thì khi đó mà họ sốt thôi, mà họ đánh răng thôi họ cũng thấy là sao chảy máu, là do cái tình trạng rối loạn đông máu của họ ha. Rồi cái vai trò thứ ba, cái vai trò thứ ba là độc lực của virus. Độc lực của virus cũng ảnh hưởng đến cái biểu hiện bệnh của xuất huyết. Thì người ta thấy rằng trong 4 tiếp 1, 2, 3, 4 thì tiếp 2 là thường có biểu hiện nặng hơn. Và người ta đã nghiên cứu ha, thì thấy là tiếp 2 thường có biểu hiện nặng hơn. Thì đó là cơ chế bệnh sinh của bệnh xuất huyết ha. Như vậy tóm lại chúng ta thấy rằng đặc điểm của bệnh xuất huyết đen là stroke là do có tình trạng virus vào trong máu. Xuất huyết ha, khác cái tương, nó sẽ có thể dẫn đến sốc giảm thể tích ha, rối loạn đông máu và thậm chí có thể dẫn đến người bệnh tử vong nếu như chúng ta bồi hoàn nước không kịp, bồi hoàn nước và điện giải không kịp ha. Do người ta khát huyết tương mà, khát huyết tương ra những cái khoảng gian bào, thế là cái lượng dịch ở trong máu nó sẽ bị giảm xuống, mà máu bị giảm xuống thì sẽ không có đủ áp lực để sao nuôi máu các cơ quan, nên là họ sẽ bị sốc là do thiếu máu tưới của các cơ quan ha và tử vong. Rồi thì tóm lại ha, chúng ta nhìn thấy rồi là thấy rằng cơ chế mà dẫn đến tử vong ha, đó là những đen hình thành kháng thể, khi mà tái nhiễm thì nó sẽ quét đại tăng sinh ha, dẫn đến làm tăng tính thống thành mạch, giảm tiểu cầu, đưa đến một cái số rối loạn và dẫn bệnh đến sốc và đến tử vong nha. Có hai nguyên nhân dẫn đến tử vong của sốt xuất huyết đen, đó là sốc và chảy máu nặng do rối loạn trong máu ha. Cái hình này cậu có cho biết không ha? Rồi đây là biểu hiện của nó nè, xuất huyết nè, hình thành những cái ban xuất huyết ở trên da, những cái chấm ban xuất huyết trên da, chấm đó chấm xuất huyết nên khi đè vào nó không có biến mất. Nó là những chấm xuất huyết, nó khác với những hồng ban mà chúng ta bị dị ứng á. Cái giờ bạn nào dị ứng không? Thấy người mình nó cũng nổi gồ, màu đỏ lên. Nhưng mà cái kem đè thì nó làm sao? Nó sẽ trắng ra. Nó phải là hồng ban tẩm dụng. Còn này là hồng ban tẩm dụng ha. Nên nó là hồng ban xuất huyết á, nên là đè nó không biến mất. Rồi như vậy đó, mình giờ mình hiểu cái bệnh không rồi. Như vậy thì đáp ứng miễn dịch như thế nào? Đáp ứng miễn dịch thì người ta thấy rằng nhiễm một ít huyết thanh thì có miễn dịch suốt đời. Như này mình đã nói rồi. Tuy nhiên ha, có miễn dịch chéo thì các tiếp mỹ đó là không có miễn dịch chéo hiệu quả thì các tiếp đó là miễn dịch để phòng ngừa lẫn nhau ha. Đây là cái hình kháng thể, hình thành kháng thể trong cái nhiễm virus đen. Ta chia thành hai giai đoạn, nhiễm nguyên phát và nhiễm thứ phát ha. Nhiễm nguyên phát là nhiễm sơ nhiễm. Đây nhiễm con virus bị mũi cắn ha, có virus ở trong máu thì chỉ cần một hai ngày, một ngày hai ngày sau cái virus nó sẽ nhân lên, nó sẽ tăng sinh lên. Thì khi nó tăng sinh nó sẽ tổng hợp protein và nó phóng thích protein không cấu trúc NS1 ra trong máu, nên sẽ có cái lượng NS1 trong máu. Rồi sau đó ha, bắt đầu ở lượng sơ nhiễm thì đây là cái thời gian mà bắt đầu hệ miễn dịch đặc hiệu nó nhận diện khác nguyên, nên là khoảng từ ngày thứ tư ngày thứ năm mới có kháng thể IgM xuất hiện. Sau đó IgM nó sẽ giảm dần ha, nó sẽ giảm dần, IgM sẽ xuất hiện ngắn thôi chứ không xuất hiện dài đâu, nó sẽ giảm dần. Rồi sau tiếp sau IgM đó là IgG, khoảng 2 tuần sau thì kháng thể IgG nó mới bắt đầu xuất hiện và nó sẽ kéo dài, và đây là kháng thể nó bảo vệ cái tiếp đó ở suốt đời luôn, vai trò suốt đời. Đó là lần sơ nhiễm. Tuy nhiên ở lần tái nhiễm, ở lần tái nhiễm khi đo lượng kháng thể người ta thấy như thế này, virus ha, NS1 nó cũng sẽ hiện diện, IgM nó cũng sẽ xuất hiện, nhưng các em thấy nồng độ nó giảm hơn, nó giảm hơn. À, tại sao là nó nồng độ IgM thấp hơn là bởi vì như thế này, do là cái phản ứng miễn dịch nhớ, cái hàng IgG nó đã tăng sinh lên và nó đánh con virus gì, nó đánh chặt con virus, đánh chặt con virus, dẫn đến là cái việc trình diễn kháng nguyên để tạo ra IgM này nó sẽ kém hơn, nên là cái nồng độ cái IgM nó sẽ thấp hơn. Tuy nhiên hàng IgG nó lại tăng rất là nhanh và tăng cao. IgG không cần phải có thời gian tạo nữa mà nó đã có trí nhớ rồi ha, do đó mà nó sẽ đang ở giai đoạn thấp nè, nó sẽ tăng vụt lên và rất là cao, và cái miễn dịch khuếch đại lên, và như vậy chúng ta thấy rằng nồng độ IgG sẽ tăng nhanh 1 đến 2 ngày. Dựa vào cái biểu đồ này thì người ta có thể đưa ra một cái biện pháp là chẩn đoán là sốt xuất huyết đen tái nhiễm hoặc là sơ nhiễm, tái nhiễm hoặc sơ nhiễm. Nếu như sơ nhiễm thì ở giai đoạn đầu tiên mình sẽ phát hiện được IgM, xong vài ngày sau mới phát hiện được IgG. Nhưng ở tái nhiễm, ở giai đoạn sớm luôn là đã phát hiện được cả IgG và IgM. Hai người ta phải đưa vào khuôn để tính sơ nhiễm. Rồi, như vậy thì chúng ta có những xét nghiệm nào để chẩn đoán bệnh sốt xuất huyết đen? Chẩn đoán về mặt vi sinh thôi nha. Còn về mặt lâm sàng tự nhiên nó không có rối, một số cái rối loạn khác nữa, bây giờ mình hãy chẩn đoán về vi sinh thôi.
Thì chúng ta thấy rằng mũi đốt thời gian ủ bệnh để đó nó sáng đi vào mà nó tăng sinh lên. Khi có tình trạng virus trong máu mới có biểu hiện là sốt và đánh dấu đó là cái ngày đầu tiên của bệnh. Sốt xuất huyết đèn, ngày sốt thứ nhất. Rồi khoảng một ngày sau ha. Rồi mà khoảng ngày sốt hay là ngày sốt không ha. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ thấy rằng cái kháng thể ha. Khi mà có virus trong máu thì nó sẽ phóng thích ra cái gì? NS1. Như nãy mình đã nói rồi, có loại NS1. Như vậy để xét nghiệm trực tiếp thì chúng ta sẽ có hai cái xét nghiệm. Xin lỗi, có ba cái xét nghiệm. Xét nghiệm thứ nhất có hiện diện virus trong máu đúng không? Như vậy mình lấy máu mình nuôi cấy tìm virus được không? Được. Nhưng mà phải nuôi cấy trong đâu? Trong tế bào sống. Khó thực hiện không? Khó thực hiện ha. Nên nó thường được không phải là xét nghiệm cho mình lấy trong sàng mà thường được là xét nghiệm đưa vào trong nghiên cứu. Ha. Rồi xét nghiệm thứ nhất ha là nuôi cấy virus trong tế bào. Rồi xét nghiệm thứ hai là hồi nãy chúng ta nói rồi, trong quá trình tăng sinh nó sẽ phóng thích ra protein NS1 nên mình sẽ phát hiện được tìm kháng nguyên NS1 ở trong máu. Xét nghiệm này dễ làm, nó là một xét nghiệm sao kháng nguyên kháng thể mà, và mình có thể làm được nó ha. Rồi là xét nghiệm thứ ba, bây giờ mình không bắt con virus, mình không có tìm kháng nguyên của nó mà mình tìm luôn cái đoạn gen của nó ở trong máu, đó là xét nghiệm PCR. Tuy nhiên hồi nãy cái virus này mình nói rồi, đó là virus ARN đúng không? Nên là visa không làm visa thường được, mình phải làm phản ứng RT visa, tức là phản ứng trùng hợp ngược. Phản ứng ngược có nghĩa là sao? ARN nó phải tổng hợp thành ADN, phải ngược lại thành ADN thì lúc đó nó mới làm visa để quất trại lên nha. Cái gọi là RT visa. Rồi đó là xét nghiệm trực tiếp. Tuy nhiên mình có xét nghiệm gián tiếp là phát hiện kháng thể IgM hoặc là IgG. Nên mình sẽ có cái xét nghiệm phát hiện này. Rồi, nên người đọc cái đúng sách ha. Mua cái phân lạc là lấy máu ở những người là mới mắc ha. Tuy nhiên là thường nó dùng trong cái nghiên cứu hơn. Bây giờ nói về cái NS1 là người ta thấy rằng cái kháng nguyên này nó xuất hiện trong máu từ ngày 1 đến ngày thứ 9 của bệnh luôn. Bởi vì khi đi vào bắt đầu virus nó sẽ tăng sinh lên, nó phóng thích NS1 vào trong máu. Đây là hình ảnh virus ha, nó đi vào trong tế bào nè, nó sẽ tổng hợp protein của nó. Trong quá trình tổng hợp protein nè, nó sẽ bài tiết cái NS1 ra trong máu ngoại vi. Như vậy là mình sẽ S1 này nó cũng quay trở lại kháng nguyên luôn ha. Mình sẽ lấy cái máu của người bệnh để cho phản ứng với kháng nguyên đã tinh chế được của NS1. Nếu có phản ứng đặc hiệu xảy ra chứng tỏ là trong máu người bệnh có NS1. Và cái đó hiện diện từ ngày thứ nhất ngày thứ 9 luôn. Như vậy là để chẩn đoán huyết đen gì bên NS1 tiện không? Tiện. Chẩn đoán được sớm không? Sớm. Ngay những ngày đầu mình có thể chẩn đoán rồi. Tuy nhiên cái khuyết điểm của NS1 là như này. Con virus đen này nó thuộc nhóm Lamivirida. Trong nhóm Lamivirida nó sẽ có virus viêm não nhật bản, virus Zika, các cái đó Zika gây bệnh teo đầu đầu nhỏ vậy đó. Và cái NS1 mà nó lại không đặc hiệu riêng cho cái từng nhóm nào hết, nên nó có thể xảy ra dẫn đến là gì? Tình trạng phản ứng chéo nếu bệnh nhân bị nhiễm của những cái con virus đó nha, dẫn đến dương tính giả. Rồi bây giờ chúng ta biết thanh học là mình sẽ phát hiện cái kit là bên NS1 nè, phát hiện kháng nguyên NS1 nè. Cái test này rất là nhanh ha. Người ta làm phương pháp cái gì sắc ký, nghĩa là chạy lên cái giấy này. Khi mà các bạn ứng với nguyên thể nó đặc hiệu với nhau thì nó sẽ hình thành cái bạch đỏ, cái bạch lên, nó nổi cái bạch lên. Mình nhỏ cái huyết thanh của bệnh nhân vào trong cái giấy này, nó chạy lên cái miếng giấy phản ứng với kháng nguyên kháng thể hình thành cái bạch lên. Nếu mà có hiện thành cái bạch lên chứng tỏ là em là S1 dương tính. Thì làm rất là nhanh, trong vòng 10 phút là có kết quả. Rồi bây giờ phát hiện tìm kháng thể. Tìm kháng thể thì mình biết rồi, mình có hai loại kháng thể là kháng thể IgM và IgG. Thì cái kỹ thuật thường làm là người ta dùng kỹ thuật ELISA, tức là miễn dịch gắn men. Và đối với IgM thì người ta sẽ lấy huyết thanh từ ngày thứ tư và ngày thứ năm của bệnh. Lấy máu từ ngày thứ tư và thứ năm của bệnh. Tại sao không lấy máu từ ngày 1, ngày thứ nhất, ngày thứ hai, thứ ba? Bởi vì lúc đó có hình thành kháng thể chưa? Chưa hình thành kháng thể. Mình đâu biết bệnh nhân vào mình lúc này là lúc giai đoạn sơ nhiễm hay thứ nhiễm đúng không? Đâu biết không? Ha, nên là mình phải khuyến cáo là lấy từ ngày thứ tư và thứ năm của bệnh. Rồi IgG cũng vậy ha, cũng khuyến cáo lấy từ ngày thứ tư và thứ năm của bệnh. Nếu như mà mình lấy sớm ngày thứ hai thôi mà nó IgG dương và IgM nó ăn đủ thì chứng tỏ đó là bệnh nhân là lần tái nhiễm nha. Rồi tuy nhiên nếu mà IgG chúng ta biết rồi là do nó sẽ bị lấn cấn giữa là sơ nhiễm giữa là không biết đó là bị bệnh thiệt hay là cái này là biết thật kháng thể tồn luôn, do đó mà để cái giá trị chẩn đoán của IgG á nó chỉ có giá trị chẩn đoán dương khi nồng độ kháng thể trong một huyết thanh đôi, tức là trong một tuần nó phải tăng 4 lần của IgG nha. Như vậy giữa hai cái kháng thể này để có giá trị chẩn đoán đang vào đây là đang là đợt bị nhiễm xuất huyết thì giá trị nhất đó là IgM thôi. Còn vai trò của IgG nếu là một lần thì chỉ biết là sơ nhiễm hay là tái nhiễm. Còn muốn chẩn đoán xác định thì phải làm huyết thanh đôi nha. Rồi đây như vậy là chúng ta xong cái phần sốt xuất huyết đen ha.
đây là cái phản ứng rơi thì vợt xong đấy chúng ta visa làm cái visa chạy lên cái giếng ha, nó sẽ hình thành những cái tiếp tương ứng để mình biết được. Đây là cái tổng kết lại ha, đây là S1 mình sẽ lấy ngày đầu tiên ha, từ ngày thứ tư thì thứ năm mình làm visa em ha. Còn nếu như những cái thứ năm mà có tình trạng mà tăng visa sớm thì đó là thứ khác ha, chứ thường là visa tiên phát phải xuất hiện sau 2 tuần, 2 tuần sau mới có phát hiện. Rồi về phòng bệnh mình biết rồi, dễ lắm, mình nghe nói vậy ha. Phòng đặc hiệu hiện nay chưa có vaccine, nói là chưa thì cũng không chính xác, trước đây có vaccine, đã có vaccine nhưng mà sau đó người ta thu hồi lại, bởi vì một số lý do là người ta thấy cái miễn dịch nó không có bền, nên là hiện nay thu hồi lại luôn ha, chưa có vaccine. Do đó phòng ngừa không đặc hiệu vẫn là quan trọng nhất, mình sẽ phải phòng ngừa cái con trùng trung gian truyền bệnh, do đó mình phải hạn chế được cái mũi nó cắn. Muốn hạn chế được mũi cắn thì mình sẽ phải sao phủ mồm nè, hoặc là bôi những cái kem diệt mũi, đặc biệt là không để cái lượng mũi quá nhiều, chúng ta phải diệt mũi và diệt khẩu trùng của mũi nha. Rồi về sốt xuất huyết đây là xong. Mình có thoát gì về bài này không? Nãy giờ nó hơi khó đúng không? Phòng miễn dịch đúng không? Mình chưa học miễn dịch mà đúng không? Thì miễn dịch đại cương của sinh lý á, như chưa học không? Nên sẽ khó cho mình ha. Thì tôi nói sâu ra vậy, ráng giải thích cho các em dễ hình dung ha. Rồi bây giờ cô quay ra cái hình ảnh bạn. Sau phần này mình sẽ được nghỉ lao ha, cho các em đi ăn sáng, rồi mình mới qua các IV. Mình quay nhanh thôi ha. Nó cũng thuộc nhóm Labirida luôn, cũng lây truyền qua mũi luôn, nhưng mà không phải là mũi Aedes aegypti, mà nó thường lây truyền qua mũi Fules. Hai con mũi này đặc tính nó khác nhau. Rồi về cấu trúc của nó nè, con thấy con kia cấu trúc nó tương tự nhau mà, tại nó cùng một họ mà. Lỗi của nó là ADN luôn. Nha, cũng có lớp hàng mọc ở bên ngoài luôn ha. Rồi cái tên truyền bệnh của nó là mũi Fules. Chính xác luôn đó là cái con Fules nuôi nè. Việt Nam mình lưu hành con này nhiều. Aedes thì lợi ích lắm ha, chủ yếu là mũi Fules. Thì con này nó mặc nó khác với thằng Aedes. Thằng Aedes thích thành thị lắm, thích phồn hoa đô thị. Con này nó là không thích phồn hoa đô thị, thích nông thôn. Thích nông thôn, tại sao thích nông thôn? Nó thích ở những cái trọng vật chăn nuôi, nó thích đốt cái con đó. Và nó thích ở những nơi có bụi rậm cây nhiều. Nó ở nông thôn ha. Và nó hoạt động mạnh vào lúc chập chạng tối. Con kia thì nó hoạt động ban ngày đúng không? Con này là chập chạng tối nó sẽ hoạt động. Rồi nó cũng phát triển vào mùa nắng ẩm ha. Do nó việc nó có nhiều ở cái vùng nông thôn, cái vùng có nhiều trồng cây chăn nuôi gia súc, nên thường nó là nó được phải ta thấy nằm ở những cái vùng miền Tây á. Ở vùng miền Tây á ha, nơi có nhiều chăn nuôi á, vùng nông thôn chăn nuôi thì nhiều khi nằm miền Bắc nhiều hơn. Còn ở vùng trên thành phố của mình nó ít hơn. Tuy nhiên do mình không phải là do mình không có hàng viên hàng vector truyền bệnh là Fules mà mình không đi những phòng ngừa virus Nhật Bản, là bởi vì chúng ta thấy rằng nó cũng tương tự như là Aedes, nó cũng có thể di chuyển từ vùng này qua vùng khác thông qua những phương tiện giao thông, nên chúng ta cũng phải tiêm ngừa ha, tiêm phòng virus Nhật Bản. Rồi về ký chủ nè, ký chủ là bên cạnh là người thì chủ tự nhiên của nó là các loài chim nè, loài chăn nuôi gia súc gia cầm nè, là heo là bò nè ha, mũi nó sẽ đốt những loài vật này, sau đó nó sẽ truyền cho người. Rồi cơ chế tương tự luôn ha, nó đi vào trong máu, nó đi vào đường da, nó đi vào trong máu. Tuy nhiên cái thằng này nó lại có ái tính với lại cái nhu mô não. Virus đen thì nó cũng có ái tính với nhu mô, nó cũng có thể vào trong não, gây ra tình trạng là viêm não do virus đen. Tuy nhiên ái tính của nó không mạnh như con này, bởi vì khi ở trong máu nó ra đường thì dịch của mình sao dập rồi, nó chưa kịp đi vào trong não ha. Nhưng mà con này cái nó độc lực nó mạnh lắm, nó sẽ thoát khỏi đường miễn dịch của trong máu và nó đi vào trong não, dẫn đến tình trạng là viêm não, người ta gọi là viêm não Nhật Bản, do là phát hiện đầu tiên tại Nhật Bản nha. Rồi bệnh virus Nhật Bản thì là bệnh xảy ra ở mọi lứa tuổi luôn, chứ không phải là từ nước không. Tuy nhiên người ta thấy rằng á 15 tuổi thì sẽ ít gặp hơn, do nó có tình trạng quá trình mình có thể bị tiếp xúc nè, tiếp xúc những cái la virus mà nó có những cái phản ứng chéo, hoặc đó là cái miễn dịch của mình nó gọi là nó toàn vẹn, nó hoàn thiện hơn so với lại những trẻ nhỏ. Do đó mà nó sẽ khu trú được con virus nên nó hạn chế tình trạng đi vào trong não ha. Và ở đây cái viêm não Nhật Bản người ta sợ lắm là bởi vì virus nó tấn công vào trong nhu mô não, nó phá hủy nhu mô não. Và khi nó phá hủy nhu mô não nó bay rung, dẫn đến rối loạn chức năng không? Cơ thể người không? Não có phải là trung ương của mình không? Trung ương dẫn đến là cái trẻ đó nó sẽ suy giảm trí tuệ. Nhưng mà trước khi trí tuệ nó đã mất cái não, nó có thể dẫn đến những cái hành động. Tại vì nó tấn công vào đồi thị, dẫn đến là người ta sẽ bị múa vòm, co giật, múa vòm dữ lắm. Và cái việc mà hồi phục nó, nhu mô não nó bị virus tấn công phá hủy nó sẽ không hồi phục, do đó nó sẽ để lại di chứng.
có nghĩa là trẻ nào phiên bản Nhật Bản nó sẽ bị trì trệ, nên là không phát triển được trí tuệ luôn, có những cái hành động bất thường luôn, cho đó người ta rất là sợ. Chính vì vậy mà phiên bản Nhật Bản ha thì ngay đã được đưa vào trong chương trình tiêm chủng mở rộng của mình rồi, bởi vì mình là vùng dịch tễ của phiên bản Nhật Bản nha. Rồi dẫn đáp vi sinh thì cũng tương tự có ba mảng thôi, phân lập virus, phí thanh học và làm PCR. Tuy nhiên á, người ta thường khuyến cáo làm cái kháng thể cho em hơn trong máu, cho máu của bệnh nhân hơn ha, hoặc là trong dịch não tụy để chuẩn đoán. Rồi phòng bệnh ha, khác với virus viêm não Nhật Bản và virus đen thì con virus não Nhật Bản này nó có vaccine, vaccine này nó hiệu quả nha. Vaccine này sẽ có hai loại là vaccine sống giảm độc lực, vaccine bất hoạt. Vaccine bất hoạt là vaccine do Việt Nam mình đang được đầu tư vào chương trình tiêm chủng mở rộng luôn. Thì lưu ý với vaccine bất hoạt là nó sẽ có phải liều nhắc lại sau 3 năm bởi vì cái miễn dịch của nó không cao, nên là có một số người á 3 năm sau không nhắc lại thì trẻ đó cũng có thể bị viêm não Nhật Bản. Rồi là vaccine thứ hai là vaccine sống giảm độc lực, thì cái vaccine mới của nước ngoài nó sản xuất, vaccine này cái miễn dịch nó tốt hơn ha, thì dù người ta chỉ cần tiêm 2 mũi thôi là có thể bảo vệ được suốt đời. Rồi bên cạnh hai phòng không đặc hiệu ha, cũng tương tự như là mũi Aedes thì đó, phòng không đặc hiệu tránh xa những cái nơi đang nuôi ra thì ấu trùng của mũi. Tuy nhiên giữa đặc hiệu và không đặc hiệu thì đặc hiệu nó vẫn sao hiệu quả hơn nha. Rồi như vậy là mình xong cái bài virus đặc hôn, các bạn thắc mắc không? Chị có mệt thôi đúng không? Chị thắc mắc đúng không? Bảo vệ 3 năm nữa. Con đường khác là con đường nó có thể hút máu những động vật á. Chỉ có hai nguồn chứa virus thôi, đó là người của mình và động vật, trong đó có loại khỉ á. Người mình nó tương tự khỉ, con virus đen thì nó nằm trong một loại khỉ,